mấy chỗ này tháo dây hết nè, tháo ra hết là chị tại là chị siết cái là nó nhảy bị nhảy chèo, tháo ra cho siết là bị nhảy chèo liền. Ừ, nó siết dù mình canh nó đi qua đâu, nó ví dụ chỗ này chưa có dây phải không, siết qua đây đi qua đây. Ừ, đi qua đây rồi mai mốt mấy cái nhánh chèo bên đây mà nó giả sử như đây mà nó có nhảy cái cơ bông ra cái mình lấy mình quấn qua đây luôn, nó thành mốt thành nó một cái vàng mắc xích luôn. Mấy cái dây này mốt là ra bông dữ lắm. Rồi, nè như mấy cái dây này nó đâm chèo đó không, dây này đi ngon lắm nè, dây này tốt ghê, còn bán lên rồi nó có cái gì đâu. Như này mà dây mốt thử rồi 3 ngày là xanh dần nè, nó quấn lên nè, anh không quấn lên nó bị teo đọt. Yeah, bắt buộc phải quấn, không quấn là teo đọt hết. Nè nhớ mấy này nhớ quấn lên, trời trồng vậy là đạt rồi, quá ngon rồi. Thấy mình trồng thiên lý mà thấy bông mình cũng mê. Dạ. Tụi em thấy bông mê lắm, trời ơi. Đừng cho nó thông đọt nha chị. Quá trời. Dày bông dày xem nó cái đọt. Cái đọt lên mà dày mới ngon nè. Cái đọt lên là ngon. Ừ. Nó à, thì bởi nu cái lá vậy bằng tay luôn. Không, nó vàng vàng là nó rụng. À, nó rụng cái đâm chồi. Mà cái vàng này nè, trong vòng 3 ngày là tự nhiên là nó rụng, nó vàng một phát một luôn. Nó vàng một cái là thay đổi. Bữa kia thằng kia nó trồng, nó nói là nó trời ơi bác ơi, cái vàng của em bây giờ là nó vàng, thằng nào nó xịt thuốc cái vàng của em. Nó vàng hết rồi. Nó ai mà xịt thuốc này mày quay cho tao coi. Nó hết hồng trọng nội ơi, nó rụng lá ông nội ơi. Nghe mấy đọt này cọc cọc lên. Rồi thiên lý này dễ trồng lắm trời ơi. Thì bữa dễ trồng chứ. Anh qua bển đốn cả trăm cây nè. Ừ. Chắc. Ừ. Trời nhánh mập dưới đợi trời. Nhánh này mới ngon nè. Trồng lên mà cái này là ngon nè. Mẹ em thấy trời luôn. Đất nè, anh lấy bên đây qua nè. Ừ. Đắp bờ tạm bờ mà đó không, còn những thứ bả nó đắp hả khủng luôn á, không là mà bông cái lá cái này mốt có lên cái bông đi không nổi luôn á. Rồi đưa ra đây nè, uống luôn nè, uống đây. Dạ dạ tù bông đã trời, mang máng lên nha để nó thòng đọt nha. Quá trời luôn, bông thằng nào trồng thiên lý mà nói tao thấy bông tao không rời vô nó láo á, phải rời vô cái mới chịu. Mà cái dàn bông thì ghê, phim đây số tốt quá trời, đằng kia nó do cái rễ nó bị bó rễ đó, giờ biết nguyên nhân rồi đó, bó rễ nhà không dắt lên là mốc bị teo rồi. Không dắt lên teo liền tại chỗ thôi, thấy teo đọt không, mà anh dắt cái đọt lên cái là ngày mai là nó bắn đọt ra liền, ngày mai là bắn liền ngay tức luôn. Em hái cái bông là em biết làm sao rồi. Đạt quá trồng đạt. Trầu cái gốc, trầu cái dây thắng đạnh luôn. Cây này là em trồng á, là em không có bắt dây này nữa. Em trồng xuống rồi em để cho nó bò đất luôn. Rồi khi nào nhánh nào mập lên vậy nè, rồi em đưa lên. Là chắc luôn. Nhiều khi bò đất, nó sẽ có mấy cái cọng, mấy cái đọt nó dính đất nó bị. Rồi mốt mình cắt luôn. Mình coi giờ đây F1 nè. Nãy này mới đúng là F, cái này là F0 nè. Dạ, F0 lên nè. Nó F0 lên là đúng chuẩn luôn đó. Cái gì không? Cái này là trước nhưng là nó lên vậy nè. Cái này nó cũng như ừ, trang luôn nó. Đẹp chưa? Mà đợi dưới góc lên cái nữa thì em mới để mà giờ nó chưa. À, có mấy cây này giờ là hết lên rồi chị. Dạ, mấy cây mà nhỏ nhỏ nó mới lên, còn mấy cây già này không có lên. Dạ. Mấy cây già ít lên lắm. Cái bông cái này là chưa ra bông phải không?
Dây này có 3 mét có bông. Thường là dây này có 3 mét có bông. Dây này là còn non, có cái dây còn non, còn non chưa. Nè, nè. Hồi lúc mà coi cái ngay ngã ba nè, cái clip em sao á, em mới thấy. Nên là lúc đó sao lại nó đã dài rồi, hơn em tính để đây mốt ăn cái gì dạ. Cắt. Mất cái ăn cắt sao? Dạ. Không sao. Thôi rồi, có dần bông. Đất này cũng bình thường, vô phân cũng bình thường thôi, mà có vô mà nó cũng bự đâu. Mong quá trời luôn. Đừng để thằng Đoan chị. Cầm giùm em cái nè. Cầm giùm em cái nè. Giả sử mốt ở đây nhánh này đúng không? Anh không thể quấn đây được phải không? Quấn qua đây luôn. Qua tới bên kia luôn. Có một dây đi ngang luôn. Mốt đi ngang luôn. Đi ngang luôn. Đi ngang cho nó bằng luôn, bằng vàng luôn. Còn thôi là một là đi tẻ tẻ ngang. Bởi vậy đâu có cái đường dây ngang vậy nè. Nó khỏe lắm. Thêm đường nữa. Cho nó bò qua bò lại. Teo đọt liền ha. Teo liền. Chắc lên đây. Nó béo đây hết nè. Nó bò qua, bò lại, bò qua, bò lại. Cái mốt xong cái lên cái mình ăn đã. Cái đầu mình cắt cái này nè. Cắt kịp cái rồi xong cái đầu đâm chỗ mới. Ăn hoài à. Cái vàng ông kia là ông ăn 2 năm tuổi rồi. Mà ông xả vàng, ông lên lại bông đẹp chăng vậy luôn. Đẹp chăng luôn. Sự là đủ phân, có gì đâu. Anh trồng ăn xong rồi, anh ăn xong rồi, cái mốt anh xả vàng được 2 lần. Cái xong rồi cái anh cắt ngang vậy. Mốt lớn anh cắt ngang chỗ này nè. Cắt ngang chỗ này. Bắt đầu là chỗ này nó anh đi dây lại từ đầu. Cái anh ăn tiếp tục nữa. Rồi anh ăn xong rồi, cái sau anh cắt sát vô đây. Rồi anh ăn phát nữa. Đó, cắt vô đây rồi ăn phát nữa rồi đi lại từ đầu bông rồi lấy cái chồi mập nó lại trang đó đó là xong rồi đi lại từ đầu thôi một lần duy nhất.